Trong nhóm trái cây có múi ở đồng bằng sông Cửu Long thì bưởi với hai giống tiêu biểu là Năm Roi và Da Xanh từ lâu đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt thời gian gần đây, nhà vườn và doanh nghiệp thu mua sản phẩm bước đầu đã tìm được tiếng nói chung trong định hướng phát triển lâu dài đối với trái bưởi, nên diện tích không ngừng được mở rộng. Hiện toàn vùng có khoảng 25.500 hectare đất trồng bưởi, tập trung ở các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang. Năm nay, bà con nông dân trồng bưởi rất phấn khởi vì trúng mùa được giá và việc tiêu thụ sản phẩm cũng đã trở nên thuận lợi hơn. Những năm qua, nhờ khắc phục được tình trạng sâu đục trái bưởi, nên các vườn bưởi Năm Roi ở Bình Minh đã dần được phục hồi và phát triển mạnh trở lại. Hiện thị xã Bình Minh có gần 2.000 hecta vườn bưởi Năm Roi, bố trí chủ yếu ở các xã Mỹ Hòa, Thuận An và Đông Thành. Bình quân mỗi năm nơi đây có thể cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 23.200 tấn trái. Cũng như tình trạng chung của nhiều loại nông sản khác, lâu nay bưởi Năm Roi cũng được bà con nông dân sản xuất riêng lẻ theo tập quán truyền thống, nên thường lạm dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, khiến chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Thời gian gần đây, theo yêu cầu của thị trường, bà con nhà vườn dưới sự hỗ trợ của địa phương và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức lại sản xuất và đổi mới kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất sản lượng cũng như chất lượng theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường kể cả trong nước và xuất khẩu. Gần đây, người dân cũng phải áp dụng cái chương trình lô bên gáp, sử dụng những cái thuốc phân trong danh mục cho phép. Từ đó thì cái chất lượng tăng lên. Mình sản xuất nông sản hiện nay thì nói chung là cái chất lượng mẫu mã nó đẹp rồi đó. Trái thì nó cũng sẽ chắc trái mà nó đều. Thì nói chung là cái tiêu thụ rất là dễ. Đến nay, trên vùng chuyên canh bưởi Năm Roi, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, ngày càng có nhiều diện tích vườn bưởi được trồng và chăm sóc theo quy hướng an toàn gáp. Bà con đã biết sử dụng phân bón và các loại nông dược một cách hợp lý và an toàn hơn, giúp nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm. Chỉ tính riêng xã Mỹ Hòa, hiện đã có trên 100 hecta bưởi được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Global Gap. Đây là yếu tố hết sức quan trọng giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm của bà con trồng bưởi Năm Roi ở địa phương trở nên thuận lợi hơn và giá cả cũng ổn định hơn, do được các doanh nghiệp mạnh dạn ký kết hợp đồng thu mua. Hiện nay nhà khoa học bên em cũng có tập huấn cho cái nhà vườn, thì trong đó cái nông dân tới tiếp thu cái kiến thức đó về người ta áp dụng cái phương pháp này rất là hiệu quả. Chẳng hạn như nó giảm đi cái thuốc trừ sâu độc hại, rồi mình xài chẳng hạn những cái loại thuốc vi sinh, rồi nó cũng có lợi cho cái sức khỏe của bà con. Rồi trong đó cái sản xuất ra cái hàng nông sản thì cái chất lượng mẫu mã nó đồng đều đẹp so với trước kia. Thực hiện chương trình gáp thì bây giờ mình đã sử dụng thì nó tạo ra được trái, mình lấy theo cỡ rồi mình tỉa trái thì cho chất lượng nó đồng đều với nhau. Người bán thì có chung là cao hơn giá thị trường thì nó mua cao hơn 1.000 đồng một ký. Đây là vườn bưởi Năm Roi với diện tích hơn 8.000 mét vuông của ông Trần Ngọc Hên ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Mấy năm nay, vườn bưởi này đã được canh tác theo quy trình kỹ thuật tiến bộ, bón phân cân đối theo nhu cầu sinh trưởng cây, cũng như quản lý các đối tượng dịch hại một cách hợp lý, nên không chỉ đạt năng suất cao mà mẫu mã và chất lượng sản phẩm cũng đã được nâng lên đáng kể. Cụ thể là tỷ lệ trái loại 1 chiếm đến trên 80%, nên giá bán lúc nào cũng cao hơn sản phẩm cùng loại được sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, khoảng 2.000 đồng một ký. Riêng vụ bưởi Tết này, ông thu hoạch khoảng 1 tấn bưởi, bán với giá trên 25.000 đồng một ký, giúp gia đình có được khoản thu nhập khấm khá để thoải mái vui xuân đón Tết. Dùng bưởi của Mỹ Hòa này thì mình cho trái qua năm, coi như mà tùy theo đợt. Thì nếu mà đợt Tết thì mình để cho nó trái nó nhiều hơn, thực hiện theo cái chương trình gáp rồi mình để mình lấy bữa Tết. Thì làm cho nó đạt yêu cầu cho sản phẩm thì nó rất tốt. Màu trái bưởi nó rất đẹp. Bán có được giá, Tết này mình bình quân thì mình bán chắc khoảng 25.000 một ký. Với số tiền khấm khá của bưởi thì mình bây giờ mình cũng sắm đồ đạc, cũng trang trí nhà thêm. Rồi cho con cái nó có phần quà, mình ăn Tết sung túc hơn. Tết thì so với các năm trước thì số lượng bưởi rất là nhiều. Giá thời điểm Tết này thì nó cũng từ 20 tới 25 ngàn, so với nông dân là vẫn có lời. Đối với thời điểm này, không khí chuẩn bị Tết, người dân của xã Mỹ Hòa thì cũng có cái không khí để mà chuẩn bị đón xuân. Thực tế những năm gần đây cho thấy, bưởi Da Xanh mới chính là giống bưởi có tốc độ phát triển mạnh nhất các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay trong toàn khu vực, tổng diện tích đất trồng giống bưởi này có khoảng 10.000 hectare. Trong đó, tỉnh trồng nhiều nhất là Bến Tre với hơn 5.000 hectare, tập trung chủ yếu ở các huyện Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Dòng Trơm. Hiện tại, những vườn bưởi da xanh cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở lên đã trở nên rất phổ biến ở Bến Tre. Và có thể nói, giờ đây, bưởi da xanh không chỉ được xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo như trước, mà nó đã thực sự trở thành loại cây ăn trái đặc sản, có khả năng mang lại nguồn thu nhập vượt trội cho nhà vườn, làm thay đổi nhanh chóng cuộc sống của người trồng bưởi. Cây bưởi da xanh mình thời gian trước đó, thì nó coi như là nó cái là số lượng ít đó, bà con ăn cũng chưa có biết. Sau này nhờ cái những doanh nghiệp chào hàng đó, thứ nhất là cái ở Hà Nội đó thì họ ăn thấy rất ngon, mà cái giá từ nào giờ khoảng 4-5 năm nay là cái giá rất ổn định. Do đó là bà con bây giờ là họ trồng bưởi rất nhiều. Nếu mà năm tuổi càng cao đó, thì nó cho trái càng nhiều, cái năng suất nó cũng càng cao nữa, mà cái giá nó ổn định. Do đó bà con rất yên tâm là trồng cây bưởi da xanh để là cây chủ lực của nhà vườn chúng ta. Nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn của cây bưởi da xanh, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã tiến hành quy hoạch lại vùng trồng bưởi tập trung, đăng ký chỉ dẫn địa lý, vận động bà con trồng bưởi liên kết lại thành từng nhóm, tổ hợp tác xã. Ở đó họ được chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, nhằm tạo sản phẩm với sản lượng lớn, chất lượng đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Đây là một hướng đi đúng đắn để vừa nâng cao chất lượng trái bưởi, vừa giải quyết tốt bài toán cung cầu, ổn định thị trường tiêu thụ, giúp cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ trái bưởi ngày càng bền vững hơn. Ở đây là tổ hợp tác bưởi đã là trồng cái chuẩn Việt Gáp rồi. Thì chúng tôi đây là xài một cái quy trình chung, là cũng như là mẫu mã chung. Đang khi này ra một cái chất lượng là coi như là mẫu mã đồng đều mà chất lượng như nhau, mà sau này cũng dễ bán nữa. Liên kết đầu vào, liên kết đầu ra có đủ hết. Nếu mà một tấn mình bán cho hơn miền Tây thì có thể lợi từ 3 đến 500 ngàn cho một tấn. Muốn có được một cái giá bán sản phẩm mà đứng ở mức cao, ổn định thì cần thiết nhất là cái sự đổi mới canh tác đối với người nông dân. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chúng ta sẽ sản xuất trở lại là thành cái tổ chức sản xuất có quy mô liên kết sản xuất và có cái quy trình cho sản xuất cho cái sản phẩm của mình có một cái tiêu chuẩn. Tôi nghĩ cái đó là cái mấu chốt để đưa cái vị trí của trái bưởi đứng mức cao ổn định. Chúng tôi đến vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Trí ở xã An Hiệp, huyện Mỏ Cày Bắc, đúng vào lúc ông đang thu hoạch vụ bưởi cuối năm. Nhờ tuân thủ đúng quy trình sản xuất nông sản chất lượng cao mà năm nay vườn bưởi nhà ông trúng mùa, trái to, dạng hình đẹp, rất thuận lợi cho việc hợp đồng tiêu thụ với giá cả ổn định. Trong vụ bưởi Tết này, ông thu hoạch được 2 tấn bưởi trái và được cơ sở Hương miền Tây ký hợp đồng thu mua với giá 40.000 đồng một ký. Bưởi da xanh của mình thì nó tái là suốt năm, nhưng mà cái này là mình đã vô cái vườn Việt Gáp rồi thì coi như là cái bưởi nó rất đạt, chất lượng hơn. Việt Gáp người ta đã sạch hơn, rồi nó chuẩn hơn rồi. Cái vỏ nó cũng mỏng hơn, cái giá nó sẽ nới hơn cái kia khoảng mấy dèm à. Hiện giờ là coi như Hương miền Tây thâu vô là khoảng 40 mấy ngàn. Thì thấy cái giá như vậy thì nó cũng được, thì coi như gia đình thì kiếm cũng tiền ăn Tết vui vẻ. Bưởi Tết năm nay cũng so với các loại nông sản khác thì bưởi tương đối khá. Bưởi cũng đang vô mùa thu á, giá cả thì bình quân hiện tại khoảng 30 ngàn, 40 ngàn. Coi như thu nhập cũng khá cho nên ăn Tết cũng vui vẻ và lớn hơn mọi năm. Đáng chú ý là hiện nay, ngoài việc tiêu thụ sản phẩm qua thương lái theo truyền thống, nhà vườn trồng bưởi còn biết gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo được đầu ra ổn định lâu bền với giá cả hợp lý. Đơn cử như cơ sở Hương miền Tây ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, không chỉ thu mua bưởi riêng lẻ của các nhà vườn khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở này còn liên kết với các tổ hợp tác xã trồng bưởi để định hướng cho nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo chất lượng. Đồng thời ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho hơn 300 hectare bưởi da xanh sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với tổng sản lượng thu được từ 3.000 đến 3.500 tấn trái. Qua đó giúp cho nông dân làm quen với phương cách làm ăn mới, lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng để tạo mối quan hệ buôn bán lâu dài. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, cơ sở Hương miền Tây đã cung cấp từ 25 đến 30 tấn bưởi tươi cho thị trường các tỉnh phía Bắc, và mỗi năm xuất khẩu khoảng 300 tấn sang các nước châu Âu.
Để nâng cao cái giá trị của sản phẩm thì bà con nông dân chúng ta phải sản xuất theo, thứ nhất là phải hướng an toàn theo cái quy trình việt gáp để chúng ta nâng cao về cái giá trị lẫn cái chất lượng của cái sản phẩm chúng ta lên. Nếu chúng ta sản xuất có quy trình, sản phẩm chúng ta có được cái tiêu chuẩn thì người tiêu dùng người ta mới chấp nhận giảm đi được đi cái giá thành sản xuất. Doanh nghiệp muốn đến để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện nay thì chỗ Hương Miền Tây liên kết từ tổ hợp tác sản xuất hoặc là hợp tác xã sản xuất để bà con có cái đầu ra ổn định, bán sản phẩm chúng ta cho nó được bền vững hơn. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản nói chung và trái cây nói riêng còn chưa hết những khó khăn, thì sự thành công của trái bưởi ở đồng bằng sông Cửu Long đã cho phép khẳng định, một khi nhà vườn thực hiện nghiêm túc quy trình canh tác được khuyến cáo, áp dụng triệt để các tiến bộ kỹ thuật, làm ra sản phẩm đảm bảo an toàn, đồng thời có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thì việc tiêu thụ sản phẩm của bà con sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Bởi đây là hoạt động sản xuất hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế và là tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Riêng Tết này, theo thông tin từ các nhà vườn, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên bưởi đạt năng suất cao, đặc biệt là so với năm rồi, giá bưởi Tết năm nay cũng tăng hơn đôi chút. Với những yếu tố đó, tin rằng bà con nông dân trồng bưởi đều được hưởng một cái Tết đủ đầy và vui vẻ.